Ơi, xin chào các bạn. Xin chào đại gia đình của kênh Mò Cua Bắt Ốc TV. Mình là Tiến đây. Hôm nay mình lại tiếp tục ra biển để thực hiện một cái clip. Bữa nay mình sẽ đi ra đây để mình xem. Kế hoạch hôm nay là mình sẽ đi bắt tôm tích. Thì bây giờ các bạn biết khu vực này là ở đâu không? Đây cho các bạn view quay một vòng. Bên kia là Long Hải. Đó, các bạn biết đó ở đây là đâu không? Rồi đây là thuộc khu Đồi Nhái. Đó bên kia là bãi bãi sâu của Vũng Tàu, bãi Long Cung. Thì hôm nay mình sẽ đi ra đây để mình xem. Trước tiên là mình sẽ review cho mọi người xem là các ngư dân ở đây họ đang bắt những cái gì. Sau đó mình sẽ thực hiện bắt tôm tích cho mọi người cùng xem. Rồi bây giờ chúng mình cùng đi nhé. Đây các bạn thấy ngoài xa kia có các cô chú, các ngư dân đó, họ đang bắt cái gì đó. Hiện tại là tầm khoảng cỡ bây giờ là 3 giờ 15 phút chiều. Thì đây là thủy triều, lúc này nước đang lên nhưng mà cũng là đỉnh điểm. Mức nước hiện tại ở cái mức giờ này là mức nước đang ở mức thấp nhất. Do đó mình ra giờ này là nước biển đang lên nhưng mà hiện tại là nước vẫn đang rút ở mức thấp nhất. Bây giờ mới bắt đầu là giờ lên của nước. Thì hôm nay mình đi, mình sẽ cho các bạn xem. Đây, sau khi nước rút sẽ có những cái đùng như vậy. Đó các bạn thấy không? Nước lên là nó sẽ tràn vô mấy cái đăng kia luôn. Đăng vô trong tới bờ cái luôn. Bây giờ nước nó rút ra ngoài sâu rồi, nó ra tút ngoài kia luôn. Đó, các bạn thấy nước không? Hôm nay mục tiêu của mình sẽ là thực hiện clip bắt tôm tích. Nhưng mà để bắt được tôm tích thì trước tiên mình sẽ review cho các bạn xem cuộc sống của những người dân ở quanh đây, xem là họ đang bắt cái gì và đang làm gì để mưu sinh hàng ngày. Trước tiên mình sẽ cùng xem họ làm cái gì, sau đó mình sẽ học hỏi kinh nghiệm của họ, rồi mình sẽ đi thị phạm cho mọi người xem. Sau đó mình sẽ xem họ bắt như thế nào và mình sẽ học hỏi. Tại vì mình cũng không phải là người biển nên là mình cũng không có biết nhiều cái kỹ thuật ở ngoài biển. Do đó mình trước tiên mình sẽ đi quay review cho các bạn xem. Sau đó là mình cũng học hỏi kinh nghiệm từ họ. Rồi mình sẽ thị phạm cho mọi người xem. Rồi đó các bạn thấy không? Buổi chiều lên nước 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 dòng ra rất là đông. Rất là nhiều người ngư dân ở đây họ đang bắt. Đó, mình đi cũng khá xa nhá. Khoảng cách từ đây vô bờ là cũng khá xa mọi người. Cây số đó. Thì để hôm nay mình đi mình xem những người dân ở đây họ bắt như thế nào. Rồi mình học hỏi rồi mình về mình thực hiện một cái clip bắt giống họ cho mọi người xem. Tức là mình phải học hỏi xong rồi mình thị phạm luôn. Đây có con này là con ngao này mọi người. Đó, nó ngồi lên như ngao như vậy. Con ngao đấy, hôm trước mình có bắt cho mọi người xem á. Đó là những con ngao ấy, khi thủy triều lên ấy, là nó nằm ở dưới cát này, sau rồi nước rút đi là nó sẽ ngoi cái đầu lên nó thở. Đó các bạn biết không? Nè chỗ này nè, đây là con này mọi người biết con gì không? Đó quay cho mọi người xem này, con này là con rạm đúng không? Con rạm này nhưng mà nó bị mắc kẹt ở đây rồi. Con này nó bị con nào nó cắn nó nè. Khu này là rất là nhiều người đi bắt nha mọi người. Ngư dân ở đây họ bắt nghêu, bắt ngao quá trời luôn ạ. Thì bây giờ để mình ra mình review cho các bạn xem mấy cái cổ đây, xem bắt như thế nào nhé. Con sao biển này mọi người, đây là con sao biển này. Sao biển này nó vẫn sống ấy. Đó,
đây là những cái đường mà người ta bắt này, kéo cô đang kéo đó. Những cái đường người ta kéo đó. Có con gì đây, các bạn biết con gì không? Thế nó túi cát nên mình cũng chưa có nhìn quen nên là cũng không biết được con gì. Để mình đi mình xem. Khu này nó có ốc móng tay nha, có ngao, có nghêu, có ốc mỡ, có tôm tích nữa nha, có tôm tích vàng. Con này là con gì ta? Con gì đây? Không phải cái vỏ ốc thôi. Chào chị, bắt nghêu hả? Ngao hay bắt nghêu chị? Ngao nghêu. Ngao nghêu luôn hả? Ồ, chị kéo lâu chưa mà được như vậy rồi? Khoảng mấy tiếng thì mới được. Ô chị bắt toàn những con to nhỉ? Mấy tiếng thì được như đó hả chị? Không phải là mấy tiếng mà hên xui từ lúc có lúc gặp đúng không? À chị đi theo đường vậy hả? Rồi mọi người chị kéo cái kéo đi theo đường này, vậy là không bỏ sót chỗ nào đúng không chị? Kéo ở chỗ nước này hay là chỗ trên khô này dễ hơn hả chị? Ở đâu có ngao thì đấy mình kéo thôi. À. Nhưng mà kéo dưới nước nó khó hơn á. Kéo dưới nước nó khó hơn hả? Hay quá ha. Kéo cái đấy có nặng lắm không chị? Cũng nặng. Nếu mà mình đi sau. Đây là mọi người coi cái lưỡi kéo này. Nó sắc như con dao vậy hả chị? Em quay phim. Dạ em quay phim review cho mọi người xem về cái cảnh bắt ở đây như thế nào. Đó, con ngao vàng đúng không chị? Ui, con này to quá rồi mọi người. Đó, chị bắt toàn những con to ha. Cái này này nó có phân biệt là sống ở khu nào không chị? Hay là mình cứ cào đại thôi? Nó đi nông tông đó. À, vậy hả? Cái này chị bắt xong rồi chị bán hay là mang về ăn? Bán. Ngao to này bây giờ là bao nhiêu ký hả chị? 120 ký. 120 hả? Chà. Hàng này đúng hàng thiên nhiên luôn đúng không chị? Thiên nhiên. Thiên nhiên ngon luôn. Mấy con nhỏ nhỏ vậy chị không bắt à? Con đấy là con khác, con chắp. Con chắp hả? À con ngao đấy là con vàng vàng, còn con chắp là con màu hơi xanh xanh tí đúng không chị? À đó mọi người ơi, đây con ngao nó to hơn. Mấy con chắp ấy, con ngao này về nó có nhiều sạn, nhiều cát không chị? Ngâm nước một mấy tiếng là ra hết. Mình ngâm nước biển à hay ngâm nước mặn à hay ngâm nước ngọt? Ngâm nước biển chứ. Ngâm nước biển là tự nó nhè ra hả? Có phải cho ớt cho gì không chị? Không. Không cần phải cho ớt. À cứ lấy nước của nó ngâm nó thôi. Đó, mọi người thấy kéo heo. Này mỗi ngày chị phải kéo được bao nhiêu ký thì chị mới nghỉ? Cứ kéo cái lúc nước lên. Từ nước lên thôi. Nước lên thì... Xong là lên mình bán luôn hả chị? Ừ, lên bán luôn. Có người ta trên bờ người ta thu luôn hả? Đó mọi người thấy. Trời, trong này toàn những con to ha. Con này chừng 20 con là được ký đúng không chị? Không, có 15 con. 15 con là được ký. Chỗ này toàn ngao to luôn mọi người. Nó có là nó kêu sộp sộp hả chị? Ừ, nó có, nó kêu cái cảnh. À hay quá ha. Đó. Em mới nghe tiếng sột sột đấy. Có không? Có. Hay quá ha. Ngày nào chị cũng bắt ở đây chị? Đi theo con nước. Đi theo con nước hả? Cứ nước. Nước nó rút xa là mình cứ đi theo nó đúng không? Cái này thường bắt ở ngoài những lúc nước nó rút xa, nước ở trong bờ đâu có mấy đâu đúng không chị? Ừ. Không, mọi người thấy không, kéo này là kéo đều luôn. Ừ, giống như là đi cày vậy á.
cái đồ kéo này mình mua hay là mình tự làm ấy chị? Mình mua cái lưỡi rồi mình về mình tự làm. À, mua cái lưỡi rồi về gắn cái cây rồi. Lưỡi, cái lưỡi kéo nó sắc như con dao mọi người ơi. Cái kéo giết này này, cát nó ăn mòn nó sắc. Đó, trời, chỗ này toàn ngao to lên không? Này một ngày chị kéo nhiều nhất là được chục ký không chị? Không, làm gì được. 2-3 ký. 2-3 ký hả? Kia bên kia cũng có chị đang cũng đi kéo kìa. Cái này nó có sống theo cụm dân cư không chị? Hay là nó chỉ sống đại ở đâu ấy? Đại đó. Nãy giờ em thấy chị kéo có mấy đường mà chị bắt cũng được quá trời ấy nhỉ. Toàn những ngao vàng đấy nha, ngao to ấy mọi người. Rồi chị này chị kéo được nhiều chưa? Chào chị bắt được nhiều chưa? À chị bắt nè, đây đây cho mọi chị cho em quay nhận một tí nhá. Đây mọi người ơi xem nè, đó chị bắt. Còn những ngao vàng đấy, ngon lắm. Như đây là được hơn ký rồi đó chị hả? YouTube nào đó? Dạ. Kênh Mò Cua Bắt Ốc ạ. YouTube nào? Mò Cua Bắt Ốc TV. Dạ. Con rạm phải không chị? Đây này, con này nó bị kéo văng lên luôn rồi. Con đấy nhỏ ha chị ha. Đó, người thấy có con này nó chui nên nó bị cắt đứt luôn này. À, đó, trốn này, con này trốn này. Có mệt không chị? Đó, cặp con cua hả? Con đấy nó trốn dưới nhiều hả? Đây này nó trốn nữa mọi người. Nên đây. Con này có ai ăn không chị? Giờ nước đang lên phải không chị? Giờ nước đang lên đúng không chị? Rồi cảm ơn chị, để em qua bên kia em quay bên kia đi. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên kia mình xem các anh chị bên kia bắt như thế nào nhé. Đó mọi người thấy không? Khu này là nước thủy triều đang lên. Chút nữa là nó lên cao luôn á. Đây, khu này bây giờ nước đang chuẩn bị lên. Bên kia là có các anh chị đang bắt nghêu, bắt ngao. Thực sự những cái con ở đây mình cũng không có dành nắm về tên của nó. Để mình ra mình hỏi các anh chị bắt ở đây cho mọi người xem. Đây, hiện tại mình đang đi qua một cái này giống như một cái đồng, không biết là có cua có cái gì không. Để mình đi mình xem, nếu có mình bắt cho mọi người xem. Nước nó cũng không sâu lắm, là nó tới đây chân mình nè. Đó, nó cũng không sâu lắm đâu. Mọi người cứ đi thoải mái. Đây có con gì này mọi người? Thấy con gì không? Mình thấy hình như là con sứa nó bơi. Con sứa. Nước rất là sâu.
Bây giờ nước đang lên. Đó, các bạn thấy không? Bên kia là cái đăng. Cái đăng bên này cũng là một cái đăng. Bên kia là nhìn về núi Long Hải nhá. Đó, các bạn thấy bên kia núi Long Hải cũng rất là đẹp đúng không? Cảnh buổi chiều nên rất là đẹp. À, mình đang đi nội qua cái này giống như một cái sông đó mọi người ơi. Rất là rộng lớn luôn đó. Nhưng mà nước nó cũng không sâu lắm. Mình thấy một con gì đấy. Hình như con sứa hay là con mực. Chắc là con sứa đấy. Mình nhìn không kỹ lắm. Tại vì cái nước này nó cũng khá là đục. Đây này, sứa quá trời mọi người ơi. Sứa nè. Đó, nó bơi tùm lum kìa. Sứa chứ không phải mực nhá. Đó, mình đá vào nó luôn nè. Đó, sứa bơi quá trời luôn. Đấy mọi người thấy không? Đó, đó, bên dưới nè. Sứa, mấy con sứa nhiều lắm. Sứa không à? Đấy, đây là sứa nữa nè. Sứa đây rất là nhiều. Để mình ra đây, mình bắt đầu tìm công tích ở đây nhé. Trên này cũng rất là nhiều người đang bắt này mọi người. Để mình lên mình xem người đây bắt được nhiều chưa. Đây có thấy ạ. Cái này là họ cũng cào này. Cũng cào bắt ngao này. Rất là nhiều người đang bắt ngao mọi người. Đây để mình cũng ra đây mình xem có tôm tích không. Mình bắt cho mọi người xem. Cát đây rất là mịn luôn đó mọi người. Đây là mấy cái con